Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha mọi người. Thì tiếp tục video ngày hôm nay là mình sẽ review một con vật luồn bèn Lego như thế này nha mọi người. Đây là con vật mình đã lắp ráp xong nha mọi người. Đây, một bộ Lego rất là đẹp nha mọi người. Mọi người xem hoạt hình nhiều hay đọc truyện tranh nhiều chắc hẳn ai cũng biết đây là nhân vật gì ha. Đó, một nhân vật siêu hùng rất là quen thuộc, nhân vật Hulk nha mọi người. Cái nhân vật này thì mình thấy cực kỳ nổi tiếng rồi, chắc hẳn ai cũng biết rồi. Đó, đây là mình vừa mới lắp xong nha mọi người. Cái bộ này thì cũng là một cái bộ Lego thôi nha mọi người, một bộ Lego mini thôi nha mọi người. Bộ Lego mini loại nhỏ nha, loại nhỏ chỉ trong lòng bàn tay mình thôi. Đấy, bỏ trong lòng bàn tay mình là xong hết rồi, bộ mô hình Lego này loại nhỏ nha mọi người, lắp ráp cũng nhanh thôi nha mọi người, lắp ráp cũng nhanh thôi. Mình lắp ráp bộ này thì tầm khoảng 10-15 phút thôi nha mọi người, và việc lắp ráp nó cũng cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản nha mọi người. Mình chỉ việc mua về và lắp ráp thôi. Cái này thì lắp ráp cực kỳ dễ. Khi mình mua về nó sẽ bỏ trong mình một cái hộp giấy, và mình chỉ việc mà trong hộp giấy nó có một tờ hướng dẫn cho mình lắp ráp nha. Mình chỉ việc nhìn vô tờ giấy đó và mình lắp ráp thôi nha. Rất là đơn giản.